Kính thưa cộng đoàn, khen Chúa Giêsu hình như là điều phải nói rằng là quá thừa. Chúa Giêsu ngày hôm nay lại dạy cho chúng ta một bài học trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta dễ gọi là xét đoán người khác lắm. Mình nhìn người khác và mình dễ xét đoán người khác, trong khi mình biết sự thật. Người Doanh và người miền Nam nó có cái câu rất là hay: nhìn vậy mà không phải vậy. Có nghĩa là mình nhìn thấy như vậy đó, nhưng mà sự thật nó không phải vậy. Mấy đứa có nhớ tới cái câu chuyện người mù xem voi không? Hả? Đi học có học được câu chuyện đó không? Có không? Có, hồi nhỏ mà đi học mà nhớ mà có cái câu chuyện đó mà. Sao nhớ câu chuyện đó chứ hả? Người mù xem voi. Có một ông vua, ông dẫn mấy người mù đi tới con voi. Mấy đứa nhìn thấy con voi không? Cái người mà rờ thấy cái lỗ tai con voi á thì tả rằng là con voi giống như là cái cánh quạt, tai nó to quá mà. Cái người mà rờ cái đuôi con voi á thì tả con voi thì giống như cái cọc dây thừng. Còn cái người mà rờ thấy cái ngà con voi á thì nghĩ đó là cái cọc. Cái người mà rờ thấy cái chân voi á thì kể là con voi nó giống như cái cột nhà. Cái người mà rờ thấy con mắt con voi á thì bảo con voi nó giống như cái hộp. Cái người mà rờ cái bụng con voi á thì bảo con voi giống như một cái thùng. Cái người mà rờ cái lưng con voi á thì bảo rằng là con voi nó giống như một cái tấm gỗ, tấm phản. Chả có người nào nói đúng hết. Bởi vì mỗi người rờ một cái và mỗi người nói một kiểu. Cái câu chuyện ngụ ngôn mà ma học từ bé đã nhắc cho chúng ta về cái chuyện xét đoán. Cái con voi nó đâu phải là như vậy đâu, nhưng mà người ta lại tả theo cái cách của người ta thấy, người ta nghĩ hoàn toàn sai. Con voi làm gì mà giống như cái cột đình được? Con voi làm gì giống như sợi dây thừng được? Con voi làm gì giống như là cái thùng được? Một cái câu chuyện đó nhắc nhớ chúng ta để chúng ta cẩn thận khi chúng ta xét đoán về người khác. Ma thì không bao giờ quên một cái câu chuyện về Khổng Tử và Nhan Hồi. Thời đó là từ nước Lỗ đi sang nước Tề đón kém. Rồi một ngày kia người ta cho thầy trò Khổng Tử một ít gạo. Thế là có gạo, mọi bữa không có gạo. Xong cái là Khổng Tử mới nói lâu ngày, thôi thì mình nấu cơm ăn. Thế là phân công Nhan Hồi thì chị ở nhà chịu trách nhiệm nấu cơm, còn anh em thì đi vào rừng hái rau.
Đang lúc mà Khổng Tử ngang ngồi nấu cơm á, thì Khổng Tử nằm đọc sách đông đưa ở ngoài mái hiên. Và một cái hình ảnh nó đập vào mắt của Khổng Tử rất là khó chịu. Đang lúc nấu cơm thì có một cái ngọn gió nó bay qua, thì cái mùi cơm, người ta ngày xưa nấu cơm, ở người doanh nấu cơm là người ta hay nấu bằng củi, bằng than á. Thì người ta hay lấy cái, hồi nhỏ ma cũng nhớ là mình gấp than mình bỏ lên cái nắp á, để cho cơm nó chín đều, nó ngon. Thì đang khi đó ngang hồi mở cái nắp nồi cơm lên thì có một cái ngọn gió nó bay vào. Ngang hồi bắt đầu mới lấy cái tay lấy cái phần cơm ăn. Khổng Tử bực mình lắm và thất vọng, bởi vì tại sao mình lại có một người học trò đi ăn cơm trước thầy như vậy? Khổng Tử không nói gì hết. Đến giờ cơm, Khổng Tử mới nói với học trò: lâu ngày rồi thầy chưa có cúng cơm cha mẹ, mà hôm nay có cơm thì bây giờ mình bới ra cái chén đầu tiên để mình cúng cơm ba mẹ của thầy. Khi nghe nói như vậy thì ngang hồi mới nói: thầy ơi, cơm này nó không có được sạch nên không có được cúng, bởi vì con đã ăn rồi. Hồi nãy lúc mà con mở nắp lên con ghế cái nồi cơm á, thì cái mùi khói á, cái mùi than á, nó bay vào. Cơm thì ít mà nó bị như vậy thì con mới lấy cái phần cơm đó đó con ăn. Nếu mà như con đảo á, thì nguyên cái nồi cơm nó dơ, nó bị cái mùi khói hết, cái bị cái mùi than hết. Con ăn cái phần đó rồi để giữ cái nồi cơm cho nó sạch, cơm này không có cúng được nữa. Mà bây giờ thì con chỉ xin ăn canh thôi, chứ còn phần cơm con ăn đủ rồi. Khi mà Khổng Tử nghe như vậy rồi thì Khổng Tử mới tá hỏa. Mém một chút xíu nữa là mình hồ đồ, là mình chửi hoặc là mình đuổi cái thằng đệ tử ngang hồi này đi rồi. Bởi vì một cái người đệ tử mà dám ăn cơm trước anh em và trước thầy. Cái câu chuyện đó mang nhớ mãi để nhắc nhớ cho chính bản thân mình. Đôi khi có những sự kiện xảy ra ngay trước mắt mình, mà đôi khi có khi là mình thấy nữa, nhưng mà sự thật nó không phải là như vậy. Và không chỉ là cái câu chuyện của Khổng Tử và ngang hồi với nồi cơm, nhưng mà ngay như trong cuộc sống hiện tại, có nhiều câu chuyện, có nhiều sự việc xảy đến, ma cảm thấy nó không có như mình suy nghĩ, nó không như là mình thấy đâu. Để rồi nhắc nhớ cho bản thân ma: đừng bao giờ xét đoán ai hết. Đôi khi mình nhìn thấy như vậy nhưng mà không phải như vậy, để rồi coi như mình bị xét đoán sai. Ngày hôm nay trong Tin Mừng Chúa Giêsu nói rất rõ: anh em đừng xét đoán người khác. Cái điều quan trọng nhất là để mình đừng bị xét đoán. Đôi khi mình chỉ thấy cái rác trong mắt của người khác thôi, nhưng mà như Chúa nói đó, có một cái đà thật là lớn ở trong mắt mình. Và Chúa nói chúng ta là chúng ta hãy đi gỡ cái đà trong mắt chúng ta trước khi chúng ta đi gỡ cái rác ở trong mắt anh em. Một cái bài học rất thực tế trong cuộc đời, mà ngày hôm nay giữa một cái xã hội mà truyền thông á, nó lên ngôi, và chúng ta thấy truyền thông không phải là con dao hai lưỡi nữa, mà truyền thông là con dao rất là nhiều lưỡi. Rất nhiều chuyện người ta đưa lên mạng, người ta soi mói, người ta nói đủ thứ hết, nhưng mà thực tế nó không phải vậy đâu. Nhưng mà
ngày hôm nay bị cái gọi là cái hiệu ứng đám đông, cái gọi là cái cộng đồng mạng. Đôi khi mình chỉ nghe thôi, có những sự việc người ta chỉ nghe thôi, bắt đầu người ta vô, người ta comment, người ta chửi rủa đủ thứ hết. Mà thực chất có những cái câu chuyện đó nó không dính dáng gì tới đời của họ, và những cái câu chuyện đó họ biết thật. Cách đây mấy hôm, cha Du Xe, ngài chuyên gia sưu tầm đồ cổ, qua đời. Thế là đám tang của ngài diễn ra như mọi người. Có một số các nhà sư đi tới viếng đám tang. Thế là người ta đưa lên mạng, người ta nói rằng là tại sao mà các nhà sư đi tới đám tang của linh mục công giáo mà tụng kinh như thế này. Có người gọi, có người gửi cái video đó rồi hỏi ma. Ma nói ngài sống như thế nào đó tương quan với nhà Phật, với nhà chùa, để khi ngài chết các nhà sư tới viếng và người ta đọc kinh theo cái kiểu tôn giáo của họ. Họ không đọc trong giờ mình cử hành thánh lễ, họ không đọc trong giờ mình đọc kinh là được rồi. Cái đó là cái tự do tín ngưỡng và một cái tương quan rất tốt với người qua đời, chứ nó đâu có gì đâu. Nó rất là bình thường. Miễn làm sao người ta không có phá trật tự, người ta không có phá phục vụ, người ta không phá nhà thờ thôi. Ấy vậy mà người ta bắt đầu truyền tay nhau đưa lên mạng, người ta bắt đầu xét đoán, người ta bắt đầu soi mói. Đó, cái mạng xã hội rất là nguy hiểm, nên mấy đứa cũng cẩn thận. Đôi khi người ta đưa lên cái sự việc đó, nó gọi là nó đi lừa, nó đi lừa người ta, mà nhiều người không biết. Chúng ta thấy cứ ít ngày là có một cái sự kiện đó nó nổ lên, dân chúng bắt đầu nhao nhao theo để xét đoán, để ném đá. Nhưng mà thật sự nó không phải là như vậy, và nó gọi là cái câu like câu view cho người khác vào. Cách đây một tuần mấy đứa coi mạng, mấy đứa nhớ đó, có một cái người gọi là Triệu Quân Sự, mê chơi game quá rồi đi ăn cắp ăn trộm, bị nhốt tù, sau đó anh ta vượt ngục, chụp cái hình nghe răng cười, đưa lên mạng, đưa lên báo. Mình đọc cái đó là mình phải biết phân biệt, đó là cái trò, cái chiêu mà để câu like thôi. Giữa một cái xã hội mà đi tôn vinh một người tù đi trốn ngục, nó sai. Không ai mà đi tôn vinh một cái người tù đi vượt ngục hết. Nhưng mà báo chí nó đưa lên như vậy đó, để cho mọi người nhao nhao theo, để chúng ta thấy rằng là tất cả những cái chuyện mà sự kiện mà báo chí nó đưa, mình đọc nhìn vậy chứ không phải vậy. Và trở về với bài tin mừng hôm nay, Chúa nói chúng ta đừng xét đoán. Trong cuộc sống chúng ta dễ bị xét đoán người khác lắm. Mình nhìn người đó, mình hay dán nhãn cho họ là họ xấu, họ thế này thế kia. Nhưng mà thực chất chưa chắc ai tốt hơn ai đâu. Chỉ có mình đối diện với mình đối diện với lương tâm, mình mới thấy được cái con người thật của mình. Xin Chúa thêm ơn cho mỗi chúng ta, để chúng ta luôn luôn biết nhìn vào chính con người của mình là con người yếu đuối và con người tội lỗi, để chúng ta đừng xét đoán người khác. Như Chúa nói, đừng xét đoán để khỏi bị xét đoán.